Tối nay ngày 17 tháng 7 đã ra trận đấu muộn của vòng 1 giai đoạn 2 V-League 2023 giữa Hà Nội FC với Bình Định. Mặc dù đang có phong độ không tốt, nhưng nhà đương kim vô địch vẫn được đánh giá cao hơn vì thi đấu trên sân nhà. Hà Nội FC nhập cuộc tốt hơn và tạo ra những cơ hội ghi bàn rõ ràng trước khung thành của đội khách. Tuy nhiên, Tuấn Hải, Hulison và Zeptovic lại thi nhau bỏ lỡ cơ hội. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Hà Nội FC để thủng lưới ngay ở trước giờ nghỉ. Rafferson đánh đầu mở tỷ số cho Bình Định ở phút 43 của trận đấu. Sang hiệp thi đấu thứ hai, Hà Nội FC nỗ lực gia tăng sức ép và dẫn ngược 2-1 nhờ cú đúp của Harrison ở phút 57 và 66. Dẫu vậy, Bình Định nhanh chóng đáp trả với bàn gỡ hòa 2-2 của Huỳnh Tiến Đạt ở phút thứ 73. Trong thế trận căng như dây đàn, Hà Nội FC đã thể được bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Nguyễn Văn Vĩ trừng phạt sai lầm của Arnold Smith để nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 83. Khi đội khách dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ, Hà Nội FC đã phản công và ấn định chiến thắng 4-2 ở phút bù giờ. Helison hoàn tất của Hattrick bằng pha dứt điểm lạnh lùng khi đối mặt với thủ môn Văn Lâm. Chiến thắng quan trọng này giúp Hà Nội FC vươn lên đứng thứ nhì bảng xếp hạng V-League 2023 khi có cùng 25 điểm như câu lạc bộ Công an Hà Nội nhưng kém về chỉ số phụ.